người chưng mẹ chồng bỏ điện thoại xuống hí hưởng bảo với cô dâu cả rằng thằng út sắp về có cả cô người yêu về cùng nó nói chuyến này đem về giới thiệu rồi đi làm giấy kết hôn luôn thanh niên bây giờ lạ thật mẹ còn chưa biết mặt mũi ra sao mà nó đã nói du quyết dâu cả bảo chú út có học hành tử tế cũng kỹ tính nữa chọn ai là chú ấy tìm hiểu cẩn thận rồi đấy mẹ đừng lo mẹ chồng như được con dâu ủng hộ nói thêm đúng đấy nó quả quyết cô này mà còn chê thì nhất định không lấy vợ này nghe bảo xinh lắm dùng quê mình không ai đẹp như thế dâu cả chợt thấy tuổi thân biết đâu mẹ nói vậy là có ý chê đứa dâu này đen đuổi xấu quắc không cho mẹ được nở mày nở mặt với người ta nghĩ là nghĩ du dơ chứ dâu cả không giận mẹ mẹ chồng con dâu ở đâu khúc mắt không biết riêng nhà này hơn chục năm chị sống với mẹ không để điều tiếng xấu cho thiên hạ cười Mấy hôm sau, lúc ở nhà đang ăn cơm thì cậu út dẫn cô người yêu về bất ngờ. Ngạc nhiên chưa, thằng cháu nội thấy bà há hóc mồm như quảng cáo bột giặt trên tivi thốt lên. Bà mẹ chồng luống cuốn dụng về chửi tổ cha bay, rồi hấp tấp dục con dâu lấy thêm bát, sai thằng cháu kéo ghế để cô với chú cùng ăn cơm luôn. Chị dâu cả xuống bếp lục xỉn lựa hai cái chén đẹp. Trong lúc mắt say ngược lên nhìn cô gái, đúng là ngạc nhiên chưa, quá đẹp chứ không phải đẹp. Chú Út em chồng chị cũng khôi ngô sáng sủa học hành bài bản, kém cạnh chi ai mà không lấy được gái đẹp. Trai tài gái sắc xứng quá đi chứ. Biết thế nhưng cô gái trắng trẻo, dốc dáng mắt mày không chê vào đâu được này chị chưa từng gặp. Qua hậu đẹp cũng cỡ đó thôi, chị nghĩ. Cô này về thì cả làng sắp đồn âm lên đây. Chị cũng được nở mặt vì có cô em dâu xinh xắn. Hay là chị sẽ khó xử khi bị thiên hạ đặt lên bàn cân so sánh, dễ thấy khập kiển quá, chị so chi được. Ý nghĩ chán nản này khiến chị cầm chén cảm giác nặng nặng. Sau bữa ăn, mình chị bưng bê dọn dẹp. Thực tình cô gái cũng có ý muốn giúp chị một tay, nhưng bị mẹ chồng ngăn lại. Chị bảo em cứ ngồi chơi cho mẹ hỏi chuyện, chị là một mình quen rồi. Đúng là chị là một mình quen thật. Hơn chục năm nay một mình tay chị lo hết việc lớn bé, nhưng giờ ngồi rửa chén trong lúc bên trên đang nói cười vui vẻ trò chuyện rỗng rang chị mũi lòng. Hai thằng cu con chị cũng quấn lấy cô chú tranh nhau kể chuyện. Mấy bữa trước thằng lớn luôn xuống phụ mẹ đặt chén lên xiển giờ chúng nó cũng khéo bỏ rơi chị. Trong lúc cô em dâu tương lai tắm rửa, mẹ với chị lúi húi quét phòng, nêm giường Chẳng ai suối, chị tự chạy ù ra chợ, mua một chiếc chiếu với hai cái bọc gối mới trên đường về chị lục lọi trí nhớ coi mình đã từng được chào đón chu đáo kiểu như này chưa chưa nhất quyết là chưa hồi chị về làm vợ anh đồ đạc tự sắm sửa lấy chiếc chiếu cói cái mền cái gối phòng ngủ tân hôn do anh đèo chị lên thị xã mua về trải chồng chị là con đầu mẹ thì không đi xe được các em còn nhỏ chị biết rồi mai mình sẽ cực vì cái nhà này đây nhưng chị chẳng sợ biết chấp nhận nhiều khi cũng là niềm hạnh phúc của phụ nữ mà thôi nghĩ chi cho đau đầu dù sao cô ấy cũng từ thành phố về quen với sạch sẽ chu tất bừa bộn lộn xộn khéo làm người ta buồn lòng cô mà buồn thì mẹ cũng buồn chỉ tất chẳng vui vẻ gì thêm nữa chị là dâu cả dâu cả là mạ bè em cơ mà tiếc chi chút quan tâm buổi chiều bà mẹ dẫn cô gái đi quanh thăm chòm sớm bà đi rất rảo quạt mặt mày mừng mừng cười cười coi là biết bộ dạng muốn khoe gặp ai bà cũng chỉ trỏ con dâu tương lai tôi đây vợ sắp cưới của thằng út đấy thằng út từng được lên truyền hình vì học giỏi cả làng lấy ra làm gương dạy con mẹ chồng rất tự hào về thằng út giờ có thêm cô dâu đẹp rạng ngời mẹ càng hãnh diện ôi mẹ chồng ơi cậu út chưa mở lời thư chuyện cưới xin mà mẹ đã quang quang lên cô này là con dâu ai nói già không ham đẹp ai nói bà mẹ quê không muốn con trai lấy vợ quá sắc sảo trật lất đây mẹ chồng cũng thuộc dạng kỹ tính khó tính mà sụi ngay vì đẹp. Hồi chị mới về ra mắt, mẹ xăm soi đủ thứ. Nửa năm trời chị qua lại ăn hết mấy chục nồi cơm cho mẹ xem cái tính nết mới được chấp thuận. Thời buổi bây trừ khác trước, nhưng quê kiển tập tục vẫn còn. Đẹp là được thông cảm, đẹp thì được ngoại lệ sao? Có lẽ mẹ tin cậu con út quá. Có lần mẹ nói thằng út sách dở nó còn thuộc lào lào, Uống chi mấy đứa con gái, dâu cả lòng hai cái bọc gối xong hỏi mẹ đặt ở đâu chẳng biết cô chú ấy có ngủ chung không mẹ quát ngay bấy quát xong thì chần chừ ờ chẳng biết ý thằng út thế nào thôi cứ để tạm đó lát nó tự liệu mày cô gái ôm một cái gói xuống ngủ với mẹ chồng tương lai dâu cả khen thầm trong bụng cô này cũng biết ý tứ cậu út thưa với mẹ sáng nay chúng con xuống xã làm cái đăng ký kết hôn Phần giấy tờ trong thành phố con đã chuẩn bị sẵn. Mẹ đồng ý ngay tấp lự, bảo đi nhanh mà về, ở nhà làm con gà mâm cơm cúng cáo tổ tiên, lại bố mày về chứng giám. Thế là cô dâu tương lai thành cô dâu chính thức, là dâu út trong nhà. Nghe dâu cả dâu út tưởng đông đúc quá ra chỉ hai đứa dâu đó chứ mấy. Giữa trai đầu với trai út có thêm hai cô đã đi lấy chồng xa. Miếng trầu nên vợ nên chồng, thì đây, chị dâu cả đã chuẩn bị cho một ngọn trò quệt dôi. Nhưng rồi chị thấy ấy náy quá, kéo con út ra ngoài thỏ thẻ. Em định không làm tiệc cưới thật đấy à. Nghe thế tội nghiệp quá. Làng này ai nghèo khó đến đâu cũng sắm được dăm mâm mời bà con thân thích đến cho biết mặt đứa dâu đứa rể. Hay là để chị làm chục mâm mời bà con chú bác, rồi còn bạn bè em nữa. Kêu thêm mấy nhạc trống đờn về hát cho vui, chị lo được mà. Cậu út cười xòa, Chị ơi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ đời sống gian hóa mới rồi, giản đơn là đúng chủ trương, chứ không ai chê trách. Bày vẽ ra phiền người ta, mệt mình khổ thêm chị nữa. Chị dâu cả miễn cưỡng. Ấy là chị cứ ấy nấy, thôi tùy em. Mấy bữa ăn sau chị vẫn đứng bếp nấu nướng rồi rửa chén bát. Mẹ chồng bảo con là dâu đầu chị cả, lo làm đi. Chứ nó con gái thành phố về quê không quen nếp sống của mình, chị có nề hà chiên diệt bếp nút mà mẹ nói cứ như chị so lê phân bì lâu nay chị vẫn làm đấy thôi cúng dỗ năm bảy mâm một tay chị sắp đặt ngon ơ huống chi giờ nhà chỉ thêm hai miệng ăn cô dâu út xuống phụ chị dâu nhặt rau dâu cả bảo em để đó chị làm cho rau này trồng ở bùng lầy nhiều mũ nhặt là tay đen đấy dâu cả nói khi nhìn đôi bàn tay của em trắng trẻo ngon nào ngon nấy mềm mại như bút lông thích bàn tay em dâu mà nói chứ chẳng phải chị ghen tị gì đâu chị dâu cả quê mùa không diễn tả được ý này dâu út ngồi không cũng buồn tay đợi chị nhặt rau xong bê cái rổ định đi rửa đã bảo là để đấy, đấy chị làm mà dâu cả dằn lại cái rổ rau văng rớt lung tung mặt đất mẹ chồng đi xuống thấy tỏ vẻ không hài lòng từ nay hai đứa là chị em rồi đấy chị em bay không ở chung nhà với nhau lâu, nên có được ngày nào gần nhau phải quý mến nhau. Em nó ở xa về không biết cái gì thì chỉ cả bài vẽ. Hở ra chuyện xấu làng sớm biết là không hay đâu. Dâu cả nóng rang mặt xấu hổ, cứ như mẹ nói xỉa vào mình. Dường nhà rộng trồng đủ thứ rau, em út về chơi nhưng chị dâu cả không thể bỏ mặt quá hai ngày chăm sóc giường. Dâu út tí sớm chạy ra bảo cho em làm cùng giới thích thật thích quá đi chứ lâu lâu về một lần mà có dầm mưa giải nắng chục năm dây chị đây mới biết khổ em ơi mẹ chồng luống cuống chạy ra kéo ngay cô dâu út vào nhà vào nhanh đi con nắng miền trung với cái thứ gió lào này dữ dằn lắm nó ăn da đang nhẽm ngay đấy coi chị dâu con thì biết lần này dâu cả buồn thiệt lòng cầm cái rổ quay mặt đi tưởng chừng quá tượng vì sợ người khác thương hại mình trời đất ơi dâu cả đây hồi hai chục tuổi cũng đẹp nức tiếng trong làng da dẻ không trắng mặt mày không sắc sảo nhưng trai tráng lắm kẻ theo đuổi chẳng qua là gì tần tảo chịu khó làm ăn mà làm cho cái này chứ đi đâu chị về làm dâu chăm lo mẹ chồng với ba đứa em gả chồng cho hai cô em gái chính tay chị sắp đặt mâm tiệc chị còn chắc bóp sắm được khâu vàng làm của hồi môn hết hai cô em đến cậu út chị lo tiền học tiền sách dở. cậu út vào đại học chị hàng tháng chu cấp. Chốt giỏi giang có việc ổn định, lấy được vợ đẹp như bây trừ là nhờ chị phần lớn. Chị đâu có kể công. Rồi còn hai lần chị sinh nở ra hai thằng cháu trai cho bà mừng đấy chứ. Gái một con trong mòn con mắt, nói cho hay chữ. Còn ở vùng quê này, gái hai con là nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Đấy đổ cho được những điều tốt lành ở gia đình này, chị đã chịu rám nắng ốm nheo. Thế mà giờ mẹ chồng đem chị ra để so sánh, chị quệt mồ hôi ở mắt lại nghĩ chắc mẹ chỉ nói tình cờ không có ý xấu đâu xong giấy tờ thủ tục kết hôn hôm sau vợ chồng chú út lại đùm gói lên đường vào sài gòn không thể nán lại thêm nữa công việc ở trong đó về bộn nghỉ phép được dăm hôm là nhiều lắm rồi ba ngày chị em dâu gặp nhau chưa tâm sự được chuyện gì đã phải xa nhau Dâu út nói chị ơi chắc chắn tết này vợ chồng em sẽ về Hàng xóm ghé tay, dâu cả bảo nó hứa cho vui miệng đấy chứ chắc gì. Chị em dâu như nước lã thôi mà. Sau câu này chị nghe lạnh lẽo bạc bẽo quá. Tết, vợ chồng chú Út về thật. Cuối năm, ngày đẹp trời, dâu cả đem mấy thứ đồ cũ ra giặt phơi. Cả năm làm lụng chỉ nghĩ đến miếng ăn cái mặt trước mắt. Đâu mấy ai rảnh ra để nghĩ cho quá khứ kỷ niệm. Chị lục trương gỗ lấy bộ áo dài, chiếc khăn theo, cái quay nón giải nhung đem giặt phơi. Đây là những thứ đồ hồi chị mới cưới về, dùng được một năm thì xếp cất. Giải lụa vàng xưa giờ bay phất phơi trong nắng. Cái khăn có đôi chim vẫn tươi màu chỉ theo, quay nón nhung còn ống ánh chưa bị bạc mòn. Hai chị em dâu đứng giữa giường tâm tình. Dâu cả kể hồi đó chị khéo lắm, đầy đặn, mặc áo dài này nổi bật trong đám cưới. Giờ thì ngực tẹp, thân ốm, hai bả vai lồi lên hai chõm xương thấy ớn. Chiếc khăn theo với cái quai nhung buộc nón này, hồi xưa mỗi lần đi nắng là chị đem ra dùng để bảo vệ làn da. Bây giờ có dùng giấm mà chà sát da chị cũng vẫn đen vẫn dày. Dâu Út nghe chị kể thấy thương, động viên một câu rằng, bây giờ chị vẫn còn đẹp mà. Dâu cả cười, em đừng an ủi chị. Mà, chị kể cho vui thôi, em đừng để bụng, đừng nghĩ là chị tị hiền với em, có điều phụ nữ chúng mình mau già em phải giữ gìn cẩn thận dâu út cười hì bây giờ nhiều cách làm đẹp lắm trước hết là áo quần người đẹp gì lụa mà chị tết này chị lấy cái giấy màu xanh của em mà mặc đảm bảo đẹp hôm qua thấy chị thích nếu chị không ngại coi như em tặng em mới mua chị ướm thử chứ chưa mặc lần nào nhưng mấy ngày tết dâu cả không mặc giấy xanh dâu út cũng không mặc cái đó nói tặng rồi chị không mặc cũng để lại, biết đâu chỉ vì chị ngại ngùng. Hết Tết, vợ chồng chú Út lại vào Sài Gòn, chị dâu cả mới dám đem giấy xanh ra mặt thử, cũng vừa dặn duyên dáng không kém, cứ như gái còn xuân sắc. Dâu cả quay bên này bên kia, xoay trước uống sau ngắm từ đầu xuống chân. Bất giác nghĩ cái này chỉ mặc để tự ngắm mình trong gương thôi, chẳng dám mang đi đâu. Mẹ chồng ốm nặng coi chừng khó qua khỏi, vợ chồng chú út về quê cũng chỉ để chuẩn bị tinh thần cho sự việc xấu vẫn một mình chị dâu cả chăm mẹ từ việc bón cháo lau rửa thay quần áo cho đến vệ sinh đám tang mẹ chồng châu cả dâu út đều mặc áo chế bích khăn trắng đứng hầu bên cổ quan dâu cả chỉ thỉnh thoảng hầu cổ quan còn phải sắp đặt chuyện bếp nút mẹ ơi ngần ấy năm con sống hết tình trọn nghĩa thế mà còn chút cuối cùng này con không được tận tâm đứng bên mẹ dâu út cũng tranh thủ đem cao trào nước nôi mời khách người đẹp mặc gì cũng đẹp kể cả đồ tan chế dâu út nổi bật giữa cái đám buồn thiêu cố ra vẻ buồn chỉ tổ làm cho khuôn mặt càng hiền từ thánh thiện mà thôi người đến chiến chăm chú ngó nghiêng cô gái từ thành phố về chị dâu cả không được ai ngó mặt chỉ có mấy người chóc chóc hỏi cần mua chi nấu chi để cúng xong việc đám dâu cả lại dọn dẹp nhà cửa vào phòng mẹ chồng chị lật gối thấy một bọc vải tay sờ nắng chị biết ngay cái túi đựng vàng của mẹ được bao nhiêu chị không cần mở cũng biết khi mẹ chồng còn sống thỉnh thoảng hai người con gái gửi về cho rồi tiền mẹ dành dụm từ làm chương mẹ đều bảo chị để sắm vàng dâu cả mở túi ra xem trong có một mảnh giấy mẹ được chừng này vàng để cho chị dâu cả con ơi con về nhà này làm dâu cực khổ lắm rồi Mẹ biết con ưa mặc giấy nhưng xấu hổ vì mấy cái sẹo ở chân. Sẹo đó là do con đã làm lụng để cho gia đình này, cho các em được nên người. Mẹ cho số vàng này để đi làm đẹp. Dâu cả đọc xong nước mắt giàn dụa, rồi chị dò giấy đem xuống bếp cời than đốt. Ngày vợ chồng chú Út chuẩn bị hành lý vào lại Sài Gòn, chị dâu cả đưa túi giải ra cho dâu Út. Mẹ có để lại một số vàng cho hai chị em mình, đây là phần của em dâu Úc kiên quyết không nhận chị đừng nói dối em em biết mà chính mẹ đã đọc cho em chép tờ giấy đó sự đã thế này dâu cả lại bảo thôi thì chị nói như nhầy chị ở đây khó khăn mấy cũng có được hạt lúa ngọn rau ăn qua ngày xấu chị cũng xấu rồi làm đẹp chẳng được gì đâu em đẹp người với lại ở thành phố đi làm phải ăn mặc đẹp mới có cơ hội thôi coi như chị cho em để sắm sửa thêm áo quần anh cả quay sang em dâu út Chị đã nói vậy thì em cứ nhận đi, em đừng ngại. Vài bữa hai thằng cu của anh chị vào trong đó đại học. Trăm sự nhà em đấy. Cậu út túi tay vợ. Thôi xin chị đi. Lên xe dâu út nói, chị ơi, nhất định em sẽ đưa chị ra Sài Gòn xóa mấy cái vết sẹo ở chân. Dâu cả, quay mặt dấu nước mắt, chợt nhớ cái tờ giấy trong túi vàng, nét chữ quá đẹp. Mẹ không thể viết được như thế, Mẹ kỹ tính chẳng tin được người ngoài. Chỉ có thể là em dâu út giết. Ôi chị với em dâu và cả mẹ chồng nữa. Kể ra cũng chỉ là người dân thôi chứ có máu mũ gì đâu. Mà sao? Cơm mùi khói bếp Bốn năm từ ngày lấy vợ, Tết này anh mới đưa được cả vợ và con về quê. Từ Sài Gòn về miền Trung không hẳn quá xa, nhưng vì có đứa con nhỏ nên chuyện đi lại khó khăn. Mấy lần trước anh chỉ về một mình, dăm hôm lại trởm vào. Lần này cả nhà mới được về quê, cho đứa con ăn Tết quê nội lần đầu. Bà mẹ, ngoài 60 đon đã chạy ra tận ngõ đón, lưng bà đã bắt đầu cong hình đòn gánh, tay phải bà cắp vòng đứa cháu nội, tay trái vẫn chèo móc thêm một túi sách, đặt xong đồ đạc vào góc nhà, bà bảo chắc bay đói bụng rồi để mẹ đi nấu cơm cho ăn cô con dâu còn mệt hơi xe đáp chúng con ghé ăn trên thị xã rồi mới về đây nói xong cô quay sang chồng bún nuốt chả trôi nữa là cơm bà hơi chạnh lòng về tới xứ mình rồi còn ăn chi dọc đường dọc xá cho tốn tiền thôi ra rửa ráy để mẹ đi pha nước chanh cho bay uống chanh giường nhà mình chứ không phải chanh tàu đâu uống vô cái khỏe liền anh cười bảo mẹ khách sáo quá con cái chứ có phải ai xa lạ mà cung rước mời mọc bà mớm mém thì bay đi cả nhà vắng vẻ bấy lâu thấy con người mừng quá ba năm là cả ngàn ngày chứ có ít ỏi chi hôm sau bà lọ mọ dậy từ lúc trời chưa hưởng sáng nhóm lửa sơm bắt nồi cơm thằng cháu nội ba tuổi chạy xuống thấy khói bếp bốc ngùn ngùn kiếp quá hét toáng lên cháy nha anh chị đang ngủ giật mình dùng dậy anh bảo nhà đã có bếp ga mẹ nấu gì thứ rơm đó nữa cho cực. Bà cười, tụi bay ăn cơm nồi cơm điện thành phố quen rồi, về quê mẹ nấu cơm lửa rơm cho thơm mùi đồng rùi rã. Mà cơm nấu rơm mới có miếng cháy ăn giòn. Mấy hồi anh nhỏ, bữa ăn không có miếng cơm cháy là giấy nảy lên bướng bỉnh chẳng chịu ăn, nhớ không? Trời rạng tưng tửng sáng, thấy khói bay lên lèn qua mấy tranh, anh chợt buồn ngùi. Nhớ ngày xưa còn nhỏ, sáng sớm anh chạy xuống bếp nằm cuộn trong lòng mẹ ngủ nướng thêm một lúc. Thức giấc, dở nắp nồi ngửi mùi cơm, rồi lấy đũa xới hết cơm lên để lột ra miếng cháy ở đáy rồi ăn trước. Lớn lên vào Sài Gòn lập nghiệp, cưới vợ sinh con ở đấy, xa cái bếp quê dần thành quen. Với lại ở trong đó đâu có mấy ai ăn sáng ở nhà, cái bụng cũng lười và yếu đi, sáng phải bún hoặc cháo mới nuốt nổi giờ về thấy cơm thèm thì thèm thật nhưng ăn chi vô. Cô con dâu bảo, mẹ bày ra nấu bữa sáng làm gì cho cực, chúng con ra quán ăn miếng là rồi việc. Bay nói chi lạ, ăn uống phải đàng hoàng chứ, bữa sáng là quan trọng đó. Không ai thương bằng cơm thương con đâu. Ăn cơm chắc bụng no lâu, mấy cái thứ bún cháo, nước ỏng ẹo, chỉ nhoáng là đói liền à. Bà vừa sang cơm ra chén vừa nói. Ba chén cơm trắng, đĩa cá đồng khoa nghệ, anh thấy mắt qua vợ, ý bảo ăn đi, ăn lấy lòng mẹ một miếng. Chị lại thấy mắt qua anh lắc đầu, có mà sức thánh giống với nước trôi. Thằng cu con nhìn chằm chằm chán cơm, cuối cùng chỉ có anh trẹo trạo làm được ba miếng, như là ăn tượng trưng cho mỗi người một miếng. Tranh thủ lúc mẹ đi ra giếng anh lùa cả ba chén cơm trắng vào lại nồi. Sáng hôm sau bà lại dậy sớm, lại nhóm bếp rơm nấu cơm. Xong bữa nồi cơm không dơ được làm mấy, vẫn đầy như lòng mẹ anh gắng ăn được nửa chén chén lòng sang đôi cho mẹ cho vợ anh dối mẹ chở vợ con đi xem chợ tết đi thăm thú làng quê thực chất là để ghé quán cho vợ con ăn bún ăn cháo anh tự nhủ sáng mai phải thức sớm ngồi nấu bếp với mẹ như xưa tự nhủ sáng mai phải ăn chén cơm đài với mẹ nha một miếng cơm cháy giòn thơm nhưng lâu ngày giờ về quê gặp lại bạn bè người thân chỗ này mời chén rượu chỗ kia mời bữa cơm cơm rượu quê hàng quyên câu chuyện ngày dài tới tận khuya. Hôm sau thức dậy đã sáng trợt sáng trời, cổ họng cô khóc không ăn nổi cơm dẻo, huống hồ là miếng cơm cháy. Chưa hết Tết, mới ngày mùng 4 anh lại phải đưa vợ con vào Sài Gòn. Bà mẹ dậy sớm làm gà nấu cơm, dẫn một mình bà cụm củi dưới bếp. Bà xúc đầy cơm vào chiếc cà men, gà luộc cho vào hộp đựng. Bay đem lên xe mà ăn, cơm dọc đường dọc xá không ngon đâu. Con cháu lên taxi rồi bà còn dặn theo. Vào trong nhớ ăn uống đàng hoàng nghe bay. Đừng bỏ bữa sáng. Không ai thương bằng cơm thương. Vào tới Sài Gòn, cam men cơm vẫn còn một nửa. Vợ định đem đi đổ. Anh can bảo để đấy phơi khô cất giữ làm kỷ niệm. Qua tháng 3 nghe tin mẹ bệnh anh tức tóc về nhà. Nằm trên giường gặp con. có đầu tiên bà hỏi. Con ăn chi chưa? Mẹ không bắt cơm được. Thôi ra đầu chợ ăn tạm. Bữa nào khỏe mẹ nấu cơm cho ăn, tội nghiệp. Nhưng mẹ không khỏe nữa, yếu dần, được thêm hai bữa thì nhắm mắt. Đưa mẹ ra đồng xong, về nhà nhìn chém cơm trắng đặt trên bàn thờ, anh thấy nhói lòng, ân hận. Thế là hết cơ hội được ăn với mẹ một chén cơm sáng thật đầy, để nghe mẹ nói câu, không ai thương bằng cơm thương. Tiếc núi, thèm miếng cơm cháy mẹ nấu quá, giòn và thơm, mùi hương đồng, mùi nước quê, cả mùi khói bếp chỉ có mẹ mới nấu được miếng cơm cháy ngon như thế. Hôm lên đường vào Sài Gòn, anh dậy sớm nấu chén cơm đặt lên bàn thờ mẹ. Anh tự mình do gạo, tự mình nhóm bát rơm. Loay quay một hồi, bếp nhà đầy khói và khói. Đồ cổ Anh bắt đầu có hứng thú với đồ cổ từ năm 40 tuổi. Chừng ấy tuổi mà gọi anh nghe nó hơi nghịch tai. Nhất là khi anh lại chơi đồ cổ, nhưng rườm rà chuyện danh xưng làm gì ngay cả đến cái tên gọi đồ cổ cũng chỉ là tương đối ngàn năm trăm năm gọi là cổ đã đành nhưng dân ta bây giờ cái gì không còn sản xuất cách đây mười năm đã được gọi là đồ cổ ta cứ thống nhất gọi nhân vật này là anh cho nó khách quan cũng như vợ anh ắt hẳn phải gọi bằng chị cho nó tương xứng trong khi anh bắt đầu say mê đồ cổ thì chị mê thời trang thời trang là đồ mới tiếng tây viên qua tiếng ta gọi là mốt Phái nữ thích thời trang là chuyện thường, chẳng cần phải dùng từ bắt đầu. Trẻ con 2 tuổi đã biết đồ đẹp đồ xấu, học trò nữ ngắm cái áo của bạn về tìm bằng được cái y chang như thế. Nhưng đến sinh viên rồi tư duy thẩm mỹ thay đổi ngay, nhất quyết không mặc đồ giống người khác, nhất quyết không đụng hàng. 40 tuổi như chị tư duy thẩm mỹ lại thay đổi một cách đáng kể. Không đụng hàng với người quen ngoài đời nhưng có thể giống với diễn viên người mẫu trên TV. Chị mê xem chương trình thời trang chiếu vào cuối tuần. Nhà đài cũng thật tâm lý khi chọn chiếu vào ngày nghỉ. Cuối tuần các cô mới rảnh rang ra mà coi tivi. Coi xong hứng thú có thể đi ngay mua sắm. Đàn bà hận thù, nhớ lâu nhưng hứng thú lại tan mau. Không thể quản cái sự sung sướng này lại. Cơm canh gác đấy đã, phải đi ngay mấy cái tiệm tìm hàng mới. Tìm không được thì đặt mua đặt may. Cơm canh bữa nào, ngày nào chả ăn. Ăn cơm không thấy nhàm chứ áo quần mà chậm trễ là lỗi mốt hoặc đụng hàng như chơi. Chuyện mặt của phụ nữ lại không có thứ bật trường ra, chỉ duy nhất hai loại, hoặc là đẹp nhất, hoặc chẳng ra gì. Không có chỗ cho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vào cơ quan, cô mặc áo đỏ duy nhất là đẹp nhất. Ngày sau, cô khác mặc cái áo đỏ y chang như thế thì chắc chắn là xấu. Không thể xếp cô học đòi vào thứ hạng gì kế tiếp được. Chị dán mặt vào tivi coi mấy cô người mẫu gúng ngoảy đi lại trên sân khấu, phát thèm. Anh cắm mắt vào màn hình máy vi tính nghiên cứu đồ cổ. Hai người hai cái màn hình. Hai màn hình quay mặt vào nhau. Hai vợ chồng quay lưng về nhau. Hai lãnh địa chẳng ai xâm phạm ai. Bên dõi theo những cái tân tiến tân thời. Bên ngược dòng quá khứ tìm đồ đồng đồ đá. Bên xem cái áo cái đầm mới được thiết kế ra Bên tra cứu mấy thứ máy nghe nhạc cũ dân Nhật dân Mỹ dùng xong thải ra. Người Việt sang bên đó thấy cả một nghĩa trang đồ bãi bỏ. Tiếc mà mang về. Sinh viên du học nhà nước gửi đi ăn học lắm anh tới khi về chẳng mang theo tàn thư kinh diện nào, hành lý được bao nhiêu cân, thì ngần ấy là hàng điện tử nhặt từ bãi rác của nước họ. Hỏi lý do, đáp rằng sách nằm trong đầu cả rồi, mang làm gì cho nặng. Sách nằm trong đầu chẳng ai thấy được, tình có cũng như không, chữ có cũng như không. Đồ điện tử rõ ràng hơn, cụ thể hơn, thấy được, sờ được, xài được. Đồ bãi của người ta mang về xương Việt lại được mang cái tên nghe rất thân quen, hàng nội địa. Chính xác anh đang săn mua một cái dàn nghe nhạc nội địa hiệu Kenwood. Lên mạng tìm, gặp ngay chú chàng sinh viên về về nước. Chú chàng được dịp quảng cáo, đây em có máy nội địa, trăm phần trăm hiệu Kenwood, bốn thớt, rời với cặp loa, Hàng này bên Nhật ngừng sản xuất cách nay đã hai chục năm. Đã hai chục năm, chú chàng nhấn mạnh chữ đã đã. Nghe xa Salak chữ như hai chục thế kỷ. Chữ đã ấy có nghĩa thứ này nhà em bán là đồ cổ đấy. Hai chục năm đã được gọi là đồ cổ chưa? Được rồi, như ta đã thống nhất ở trên, cái gì ngưng sản xuất cách đây chục năm có thể coi là đồ cổ. Hai chục năm trước, dân ta còn nghe nhạc bằng băng cassette rèn rẹt rèn rẹt, đứt cái phụp, dùng mũ lá mít lá vú sữa dán lại thế mà bên nhật đã sản xuất máy dùng đĩa cd tròn một minh chứng hùng hồn cho việc công nghệ người ta đi trước mình mấy chục năm chú tràng sinh chiên đi học nhẽ ra phải học cái tiên tiến của họ về mà cùng với giới khoa học bươn bả cho bằng người ta đằng này cái tân tiến chú bảo nhồi hết cả đầu rồi mang về toàn đồ cũ kỹ hai vợ chồng bán bốn con mắt miễn phí cho hai cái màn hình nhưng nhà đài nhà mạng không cho miễn phí đâu nhé đến tháng tiền phí truyền hình kỹ thuật số cước thuê bao mạng phải trả đầy đủ ngành điện cũng không cho miễn phí đâu nhé bốn con mắt bán miễn phí cho màn hình xả láng thì tương lai bệnh viện mắt cũng thu tiền cả đấy nhưng chuyện đó tính sao bây giờ đang vui đang hứng đang đam mê chồng từng nói với vợ đời này cái gì cũng thuộc về nhu cầu phải thỏa mãn cái gì thuộc về đam mê phải tận hưởng thời trang là nhu cầu của chị đồ cổ là đam mê của anh vợ chồng ta cứ tận hưởng thỏa mãn. Tiền chỉ làm cho ta giàu nhưng không sướng. Phải coi tiền là thứ trung gian của cuộc sống. Giống như tiếng Anh, có bộ quan trọng vậy chứ cũng chỉ là thứ trung gian làm phương tiện giao tiếp thôi. Trung gian nhưng không có thì đói nhăn răng, ấy là nói tiền. Trung gian nhưng không có thì đừng mơ đi du học mà mang đồ bãi đồ thải về, ấy là nói tiếng Anh. Phải nói một chút về nơi chốn, anh chị là người miền Trung, sống ở miền Trung, dùng này thơ ca dí giòn lại cái đòn cánh khiên hai đầu đất nước. khiêng như cái đòn khiên của mẹ ta đi chợ về ấy. Chắc chắn cái gì ăn được chứa ở cả hai đầu gánh rồi. Đoạn giữa chỉ có cùi tre. Miền Trung nghèo nhất. Dân ở đây không đua đòi thời trang, không mơ màng đồ cổ. Chính xác thì có nhưng ít. Mê áo quần và đồ độc như anh chị thuộc giảng quách. Người không thích bảo trưởng giả học làm sang anh chị bây giờ có rủng rỉnh đôi chút khỏi phải lo miếng ăn thì quay ra hưởng thụ tinh hoa văn hóa nhân loại thời trang là tinh hoa chắc lọc của cái đẹp đồ cổ là tinh hoa của thế giới còn sót lại tất nhiên tinh hoa mới sót lại chứ không nó đã bị xóa sổ rồi anh sưu tầm mấy cái máy cũ kỹ là để gợi nhớ một thời bao cấp nay đã đi về nơi xa lắm hoài cổ cũng là một cách sống nhớ cái thời còn hợp tác xã sản xuất công điểm anh nhận nhiệm vụ giữ trâu có lần xã biên cái giấy, trâu cày không được mừng thịt. Biên để nhắc nhở đội sản xuất coi mày giữ trâu, chứ đừng mong nó bệnh tật để giật ra kiếm chút tâm tươi. Cha anh là người hóm hỉnh mưu mẹo. Thấy mấy ông xã viết sơ ý, liền lấy bút quẹt thêm một dấu phẩy cắt câu thành hai ý. Trâu cày không được, phải mừng thịt. Giấy đưa ra, đội sản xuất mừng húm nhà trâu xuống mà đâm mà chọc. Cả làng được một bữa thịt tươi. Bây giờ thèm miếng thịt trâu tươi ra chợ là có ngay. Nhưng cái hồn cái dí của thời bao cấp khó ai tìm lại được. Anh chơi đồ cổ là ngược dòng lịch sử tìm lại mình. Có khi kìm được cái máy, bấm đài lên nghe rinh rít lại chảy nước mắt nhớ thời khốn khó như chơi. Thời nay rơi được giọt nước mắt khó lắm, nhất là tuổi như anh chẳng ai đánh mặt khóc. Cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặt để tuổi thân tuổi phận mà khóc. Anh lao ra khỏi nhà sau chỉ một chút, nhẽ ra công nghệ phải đi trước thời trang một bước nhưng thứ anh cần là đồ hàng thải loại. Công nghệ lỗi thời rồi phải chịu thua mốt tân thời. Chị hỏi anh đi đâu, cùng lúc anh cũng hỏi chị hai từ ấy. Đi kiếm đồ cổ. Trả lời, đi sắm thời trang. Xong, đừng ai lấy đi. Do chồng đối thoại ngắn cũng cỡn thì kiểu Tây. Có một khoảng cách vô hình cứ dài ra giữa hai người, một bên mãi miết chạy về quá khứ, một bên rượt đuổi tương lai. Hai người như trượt trên hai phần của trục quành thời gian, toán học ký hiệu là trục, OX. Cứ xa dần đi, đối thoại giản dạng nhưng đi thì lâu. Anh bắt xe vào tận Sài Gòn tìm chú chàng sinh viên. Chuyến đi không báo trước cho vợ biết. Kinh nghiệm cho thấy làm gì mà có đàn bà xí vào là dễ hỏng chuyện. Thế nào chị cũng can ngăn ngay. Đàn bà thực dụng hơn đàn ông. Mua cái gì cho có lý một chút, chẳng hơn hay sao lại giác thứ máy móc cũ xì. Ngần ấy tìm ra tiệm audio sắm vàng máy xịn nghe sướng cả lỗ tai. Từ ngày anh mê đồ cổ trao đổi với chị chuyện gì liên quan đồ đồng đồ đá, đồ độc đều không được chia sẻ ủng hộ. Có mà hâm hấp, ba cái thứ ấy cho không đem về để thêm chật nhà, đằng này là bỏ ra một đống tiền mua thứ vô dụng. Nhưng anh đã quyết một đi không nán lại, đi ngay. Hàng đọc lỡ một bước không săn được ân hận cả đời như chơi. Hàng đọc là người tình, chơi hàng đọc là ngoại tình, có thể như thế lắm chứ. Một khi đã xa vào đấy thì quên vợ. Anh đi luôn một tháng chẳng nhớ nhung gì. Nói cho đúng thì có nhớ gọi điện thoại, hỏi thăm. Chẳng dồn giả xích xa, chỉ nói chuyện trao đổi như làm thủ tục báo cáo. Anh ngược vào Nam thì chị xui ra Bắc. Ngay và luôn cái hôm anh dù đi Sài Gòn. Chị dần ra Bắc nhưng chỉ đi có ba tỉnh. Nghe nói ngoài đó có mối thời trang hàng đang trên đường chuyển về. Đi nghe kẻo hỏng mất chỉ thích thời trang hàng như mê phim hàng. Nói đúng ra là vì mê phim rồi mới thích áo quần của diễn viên. Đa phần phụ nữ ta mê phim hàng sướt mướt tình cảm đa đành, nhưng cũng vì một lý do không kém quan trọng là áo quần phục trang của họ quá đẹp. Thứ trang phục đơn giản mà sang trọng, chỉ một nếp gấp cũng làm cho cả cái váy quyến rũ hẳn lên. Đẹp như bông hoa, đẹp như trăng rằm, chân chân, khen như thế là xưa rồi. Xưa xưa có thể dùng từ sến, khen như thế sến lắm rồi. Bây giờ khen phụ nữ là phải nói chị đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Con gái yêu bằng tay, con trai yêu bằng mắt. Chung Quy cũng chỉ vì lời khen mà chị em ta hồ hởi dồn giả và có khi đau đầu cho cái thứ khoát lên mình. Niềm đam mê đồ cổ của anh phải dừng lại lúc đang trung niên. Người ta bảo còn trẻ tuổi mà hoài cổ là xui lắm. Kiểu ấy ông bà gọi đi sớm để mau mau về gặp nhau ôn chuyện đời xưa. Cái hôm anh ôm được mấy kênh quốc về quê miền Trung, xuống ga tàu anh mượn chiếc xe máy của bạn để chở về. Một tay lái, tay kia mãi ngoặt phía sau giữ đồ, cổng nhà chưa kịp tới định mệnh đã ập tới trước. May không chết, chỉ bị thương tật tàn phế, như thế là may hay không may. Giờ anh ngồi xa lăng nghe bài hát tuổi đá buồn, ngó qua cái cối giả gạo bằng đá đẻo, thấy hiểu hơn tại sao ông nhạc sĩ bảo đá buồn. Cái cối đá này cũng là đồ cổ anh sưu tập được bữa trước, Cối xưa chỉ giữ làm kỷ niệm chứ vô dụng. Anh giờ cũng như cối, còn đấy mà không làm được gì nữa rồi. Đam mê đồ cổ của anh chịu thua trước đam mê thời trang của vợ. Tuổi chị đang đẩy đà, còn làm đẹp được thì nên làm. Chứ đến lúc hết xuân còn gì nữa mà trao chuốt. Chị chuyển mốt liên tục, từ thời trang hàng sang thời trang Âu Mỹ. Anh ngồi xa lăng ngắm vợ mặc đồ mới, thấy cũng đẹp. Giờ anh mới có nhiều thời gian ngắm kỹ vợ hơn, nhưng đẹp chỉ khiến anh thêm thèm, cái đẹp nó cứ treo ngươi và chọc ấy vào nỗi bất lực đàn ông. Mỗi khi vợ đứng trước gương, chăm tỉa phấn son chạy chuốt chuẩn bị đi đâu đó, anh lại bạn chiếc xe vào mớ đồ cổ sắp đặt quanh gian nhà. Mỗi lần vợ tan qua một thứ không tương tiếc. Vợ bảo hoài cổ cho lắm vào, giờ ngồi đó mà nhớ nhung xa xăm. Anh không chối từ điều này, Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về một cô người yêu cũ rích hồi còn đi làm công điểm. Đồ cổ, người cũ. Tạng anh cứ mê mẩn những thứ thuộc về ngày xưa ngày xưa. Thì anh cứ ngồi yên đấy để chỉ đi tìm những thứ mới mẻ hơn, đồ mốt, tình mới, điểm tô trưng diện mà để chở dang nó cũng phí đi cái tuổi xuân. Hôm vợ chốt cửa phòng ngủ bỏ mặt anh với cái xe lăn bên ngoài phòng khách ngắm ghế bộ sưu tạp giản giảng. Người đàn ông khác đã thay anh ở trong kia một nhà thiết kế thời trang biết nương niu cái đẹp, biết chăm bẩm cho cái tân thời, biết chiều chuộng phái nữ. Anh dùng hết sức cù mạnh, hai cái bánh cho chiếc xe lăn dục vào cửa phòng ngủ, nhưng lực bất tòng tâm. Cái xe lệch một góc vuông phi thẳng ra thềm, văng bật xuống sân. ầm một tiếng xe và người không còn dính nhau, rồi im ỉm lặng luôn. Trong phòng ngủ người đàn ông khựng lại, trố mắt. Chị điềm tỉnh bảo không việc gì đâu, chắc lại như lần trước vỡ một thứ đồ cổ vô dụng nào đó mà thôi